Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau đây mừng vui đón chào ánh sáng từ thiên quốc đến với chúng ta, đánh tan bóng tối của tội lỗi, của tâm tối lạnh lẽo, đau buồn, sầu thảm, mang cho chúng ta niềm vui bất diệt, đó là con Chúa giáng trần. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã đến với chúng ta, kêu mang cứu vớt chúng ta. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và chúng ta cầu xin Chúa để ánh sáng và niềm vui này tiếp tục ở với chúng ta mỗi ngày cho đến cả năm và cho đến tận thế, để chúng ta luôn vui mừng và chia sẻ niềm vui này với tất cả những ai đang sống trong tâm tối và ảm đạm đau buồn. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Chúng ta nhìn nhận những lúc chúng ta đã không mở lòng để đón nhận ánh sáng và niềm vui của Ngài. Chúng ta thành khẩn thống hối, xin Ngài thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an rơi lên cho người thiện tâm. Chúng con Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng rỡ lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh quang trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Dân tộc bước đi trong u tối đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức, Chúa sẽ nghiền nát ra như trong ngày chiến thắng Madian. Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một con người con đã được ban tặng chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi người là cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, người cha muôn thuở, ông vua thái bình. Người sẽ mở rộng vương quyền và cảnh thái bình sẽ vô tận. Người sẽ ngự trên ngai vàng David và trong vương quốc người để củng cố và tăng cường trong sự công minh chính trực ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa Thiên Binh sẽ thực thi điều đó. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Tito. Ân sủng của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết lộ công minh và đạo đức ở đời này. Khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là đấng cứu độ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy, có lệnh của Hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ khiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bây giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ
và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý vị có vui không? Chúng ta thật là vui. Là tự gì? Chúng ta đã thưởng thức phần hoạt cảnh thật là tuyệt vời của các con em của chúng ta. Chúng ta làm một tràng pháo tay cảm ơn đội hoạt cảnh. Và trước đó chúng ta đã nghe ca đoàn Kosomisa trình bày những bài thánh ca Giáng sinh thật là tuyệt vời. Chúng ta làm một tràng pháo tay cảm ơn ca đoàn Kosomisa. Và không những thế, chúng ta thờ phượng Chúa đêm nay trong một thánh đường thật là khang trang mà gọi là lừng lẫy bởi những hoa trang trí. Chúng ta làm tràng pháo tay cho chị Chi và những người làm hoa. Và đặc biệt đó là chúng ta có hang đá máng cỏ đẹp nhất địa phận, mà có thể đẹp nhất nước Mỹ, có thể đẹp nhất thế giới luôn. Chúng ta làm tràng pháo tay cảm ơn Đức và gia đình. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên được chụp hình với hang đá máng cỏ rất là tuyệt vời này. Con đi một số nhà thờ lớn rồi, con đã ghé những nhà thờ, con không dám nói tên, họ làm đẹp lắm nhưng mà còn thua của mình. Bởi vậy chúng ta rất là vui. Nhưng mà niềm vui này còn không bằng một cái niềm vui, một niềm vui khác nữa. Một niềm vui mà cả mùa Giáng sinh này chúng ta sẽ đoàn tụ với những người thân quen, những người trong gia đình chúng ta, có những người từ xa về. Chúng ta sẽ có những bữa ăn, những lúc mở quà, những lúc hát mừng Giáng sinh. Niềm vui đó là niềm vui lớn nhất, sâu đậm nhất của tất cả chúng ta. Đó là niềm vui của một gia đình đoàn tụ, đoàn kết và hài hòa. Có phải vậy không? Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta có niềm vui của một gia đình đó, bởi vậy người ta mới nói là mùa Giáng sinh là mùa của gia đình. Niềm vui mà chúng ta có một gia đình êm ấm, hài hòa, đoàn tụ, chúng ta thử nhìn vào coi, nó có phải là tự nhiên mà được như gia đình đó không? Chúng ta thế nào cũng biết có những thành phần hy sinh trong gia đình đó. Nhất là sắp tới chúng ta sẽ có những bữa ăn, hoặc là đã ăn rồi, có lẽ trước khi tới đây chúng ta đã ăn rồi. Một bữa yến tiệc thật là linh đình, những món ăn ngon lành, thế nào cũng có những người hy sinh để nấu những món ăn đó, có phải hay vậy không? Có thể đó là người mẹ, người chị, hoặc là một thành phần nào đó trong gia đình mà sẵn sàng hy sinh làm nhiều hơn những người khác, có phải vậy không? Nếu không có những người đó, sẽ không có một gia đình hài hòa, yêu thương. Nếu không có những người đó sẵn sàng hy sinh làm nhiều hơn những người khác, sẽ không có niềm vui của một gia đình đoàn tụ. Mà những gương hy sinh đó bắt đầu từ đâu thưa quý vị? Bắt đầu từ Chúa giáng trần.
Ngài đến sinh ra trong một hang đá mà được là đặt làm máng cỏ, trong một thành gọi là Bethlehem, có nghĩa là nhà bánh mì. Ngài đến để hy sinh, Ngài đến để dâng hiến. Nhờ đó mà chúng ta có một gia đình nhân loại đoàn tụ hài hòa và an bình và đầy niềm vui. Để có được niềm vui và an bình đó phải có cái giá của nó. Thì khi mà chúng ta thấy có một gia đình hoặc là một cộng đoàn hoặc là một nhóm mà đầy niềm vui, hài hòa với nhau, đoàn kết với nhau, thế nào cũng có những thành phần hy sinh rất nhiều, thế nào cũng có những thành phần đóng vai Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Nếu mà chúng ta không có bác sĩ Sơn, hoặc là con có thể chỉ điểm một vài thành phần đó, đó thì trong ca đoàn Costa Mesa chẳng hạn hát rất là hay, thì phải có những Giêsu như là bác sĩ Sơn hoặc một số anh chị khác để mà có đội hoặc cảnh diễn rất là tuyệt vời. Thế nào cũng phải có những Giêsu trong đó. Để có một cộng đoàn hoài hòa phải có những người như anh Chính hoặc ban thường vụ đóng vai Giêsu, làm bánh mì cho những người khác, làm những hy sinh cho những người khác, chịu khó làm việc nhiều hơn những người khác. Nếu mà chúng ta thấy một gia đình hài hòa thì phải có những Giêsu trong đó. Mà càng nhiều Giêsu trong gia đình mình thì càng có nhiều niềm vui, càng có nhiều an bình, càng có nhiều sự hài hòa và đoàn kết. Đây là mẫu gương của Chúa Kitô giáng trần. Thì chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một gia đình yêu thương, ban cho chúng ta một cộng đoàn hài hòa, ban cho chúng ta một ca đoàn đoàn kết hoặc là những hội đoàn của mình. Và nếu mà chúng ta có những nhóm, những gia đình hài hòa như vậy thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những người đóng vai Giêsu trong những nhóm đó. Và hôm nay chúng ta mời gọi, Chúa mời gọi chúng ta, nếu chúng ta ỷ lại và ăn theo thì cũng được, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta hãy dấn bước. Nếu mà chúng ta ỷ lại và ăn theo đủ rồi á, thì chúng ta bước lên thêm một bậc, trở thành những Giêsu, noi gương những Giêsu khác đã đi trước chúng ta trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong nhóm của mình. Khi mà chúng ta đã được hưởng tràn đầy niềm vui thì chúng ta được Chúa mời gọi hãy trở nên những Giêsu như vậy. Thì mùa Giáng sinh là mùa vui mừng và cũng là mùa noi gương, noi gương hài như Giêsu giáng trần, để mà tạo cho một gia đình, một cộng đoàn, một hội đoàn, một xã hội hài hòa và đầy niềm vui. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh xuống trần và nói ngôn ngữ của loài người. Thì con xin chuyển lời của Chúa nói ngôn ngữ tiếng Anh cho các em. Are you excited? Because you're going to get Christmas gifts after this Mass, or maybe tomorrow. Because we have the greatest gift, Jesus. God loves us so much, He gave His own Son to be our greatest gift. And that's why we are receiving gifts from Santa Claus, meaning from your parents. They follow the example of God. They give you gifts, just like God gave us the greatest gift. And so you enjoy your gift, and God asks you one thing from you.
You don't have to do anything except for this one thing when you receive the gift. God asks you to be grateful. To be grateful for the gift, especially for the good givers, meaning your parents and your aunts and uncles and your cousins and your friends, those who give you gifts, being grateful to them for being so good enough to give you gifts. That's the only thing you need to do. And if you do that, then you will have joy. Joy is the word of Christmas. You see, you experience joy everywhere. You know where it comes from? From generosity. And all you need to do is to be grateful. Remember a saying, a joyful heart is a grateful heart. Repeat after me. A joyful heart is a grateful heart. One more time. A joyful heart is a grateful heart. Yes. If you want to enjoy your life, be grateful. If you take things for granted, you will lose joy. You know, spoiled brat? They always depressed. They always upset. They always unhappy. Doesn't matter how much they receive. They are ungrateful and they are miserable. You don't want to be like that. Christmas is a season of joy, and therefore, for us children, you receive the gift, it's a season of gratitude. Receiving the great blessings of family and gifts, be grateful. And the more grateful you are, the greater your joy will be. If you want to enjoy life to the maximum, be grateful to the maximum. It is very simple. It's a great wisdom. Never take anything for granted. That's the worst thing you can do, is to take things for granted. So be grateful to your parents and to grandparents, to all the loves you receive from your families this Christmas. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta với niềm biết ơn Chúa, giờ đây chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin, và khi mà chúng ta hát tới lời mà Chúa nhập thể giáng trần, xin mời cộng đoàn quỳ. Giờ đây xin mời chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh. Chiều đang thời quan phong Siro Philato, chiều đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh, thắng có ở khắp thế này cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội,
sống lại. Tôi tin rằng sống vậy. Anh chị em thân mến, trong tâm tình tin yêu và cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi sai con một của Ngài giáng thế xuống trần, mặc lấy thân phận yếu hèn để ban ơn cứu độ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin cho các mục tử của giáo hội luôn trung thành, rao giảng mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người và đang ở giữa chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết nỗ lực xây dựng nền văn minh tình thương và phò sự sống. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi Kitô hữu, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương Chúa hài đồng, sẵn sàng hy sinh, chia sẻ tình yêu với những người xung quanh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những linh hồn, những người thân yêu đã qua đời, nhất là linh hồn cụ bà Maria Đỗ Thị Mơ, sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta được Chúa thương nhậm lời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con vô vàn cảm tạ Chúa đã ban con một Chúa cho thế gian, để Ngài trở nên vua hòa bình và vua tình yêu của chúng con. Xin Chúa chiếu giải vào lòng, ánh sáng đức tin vào tâm hồn chúng con, để mọi hoạt động trong đời sống chúng con đều rực sáng tình yêu và bình an của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cỏ đơn sơ ngắm Chúa hài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Chúa và hưởng ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiên trong đêm Giáng sinh này. Và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Kitô, giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong bản chính bản thân người, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng thằng thiêu. Chúng con tạ ơn Chúa. Mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hiểu hình, thì nhờ lời người lôi cuông mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản này xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn hợp nhất và cai quản hội thánh Công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin chúng con, các Đức Giám Mục phụ tá và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin Công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa. Và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ, chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hiểu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng đêm cực thánh là đêm Đức Maria đã sinh đấng cứu thế cho trần gian mà vẫn chinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng chinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse bạn Đức Chinh Nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andre, Giacôbê, Gioan, Thomas, Giacôbê, Philippe, Bartolomeo, Matteo, Simon và Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Gioan và Phaolô, Cosma và Damiano, mà cùng toàn thể các thánh,
Vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vì vậy lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con khỏi thoát khỏi án phạt đời đời, và nhận chúng con và đoàn những người Chúa chọn nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô Chúa Loan Truyền, Loan Truyền Chúa chịu chết, Thánh Kiên Dương Chúa sống đời. Cho tôi khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân Thánh Chúa kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô con Chúa Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhang uy linh Chúa, lấy vật thanh khiết, lấy vật thánh thiện, lấy vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu, nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Menkizede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhang uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình và máu cực thánh con Chúa, chúng con được tràn đầy ơn phúc bởi trời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa, nhất là linh hồn cụ bà Maria Đỗ Thị Mơ, được ghi dấu đức tin đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy
và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Gioan, Stefano, Matthia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Ferro, Felicita, Perpetua, Agatha, Lucia, Anne, Cecilia, Nastasia và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa nhờ người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, ban phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lệnh Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đấng xóa tội chết.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật đấng kiêu đổ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng người đã đến, hầu mai sau được cùng người hưởng phúc vinh quang, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Kính thưa quý vị, vì con xin trước hết là chân thành cảm ơn anh ca sĩ ca trưởng Sơn và ca đoàn Comisa và ca sĩ Phạm Hà mà chúng ta vừa nghe đã tập dượt rất là công phu cả mấy tháng qua, đã cống hiến cho chúng ta những bài thánh ca thật là tuyệt vời trước thánh lễ và trong thánh lễ. Và chúng ta làm một tràng pháo tay cảm ơn ca đoàn Comisa.
Và chúng ta thấy rằng con em của chúng ta là những tài năng đã trình bày cho chúng ta câu chuyện Giáng sinh, là câu chuyện tuyệt vời nhất của trong các câu chuyện mà các em đã trình bày rất là tuyệt vời. Chúng ta là một tràng pháo tay cảm ơn đội Hoạt Cảnh. Các em tập vật rất là công phu dưới sự hướng dẫn của Sơ Thảo và các phụ huynh và các sơ khác nữa. Thì đây là niềm ơn phúc của cộng đoàn chúng ta. Và chúng ta cũng cảm ơn chị Chi và đội trang trí hoa. Chúng ta làm tràng pháo tay cảm ơn. Và chúng ta thưởng thức hang đá bán cỏ đẹp nhất thế giới là do anh Đức và gia đình anh Đức đã xây dựng. Chúng ta làm tràng pháo tay cảm ơn anh Đức và gia đình. Và con cũng xin cảm ơn ban giúp lễ, ban tiếp đón, ban lời Chúa, tất cả những ban ngành đoàn thể đã tham gia giúp cho buổi lễ của chúng ta thật là long trọng và sốt sắng. Chúng ta làm tràng pháo tay cảm ơn. Và trước khi con có những thông tin về thời biểu trong tuần đó, thì con xin thay mặt cha sở và các cha ở nhà xứ, các nhân viên của giáo xứ cũng như là của thầy cô giáo bên trường chuyển đến quý vị lời chúc mừng Giáng sinh. Chúc quý vị được tràn đầy hồng ân của Chúa Hoài Đồng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy ánh sáng. Và nhất là năm mới này, chúng ta những niềm vui mà chúng ta có được trong Giáng sinh sẽ không dừng lại mà tiếp tục trong năm mới này. Chúng ta làm tràng pháo tay chúc mừng Giáng sinh và năm mới cho nhau. Và con xin nhắc quý vị là sáng mai đó chúng ta không có thánh lễ Việt và cũng không có lễ sáu rưỡi sáng, mà lễ đầu tiên của giáo xứ là 8 giờ. Và lễ Giáng sinh cuối cùng là lễ 2 giờ chiều tiếng Mỹ. Lễ Giáng sinh cuối cùng là lễ 2 giờ chiều tiếng Mỹ. Ngày hôm sau là thứ ba, ngày 26, không có lễ 6 rưỡi sáng. Thánh lễ đầu tiên là 8 rưỡi sáng. Thì những vị đi lễ hàng ngày xin lưu ý, thánh lễ đầu tiên của ngày thứ ba là 8 rưỡi sáng. Và thứ năm này sẽ có lễ đặc biệt, ngoài những lễ bình thường còn có lễ đặc biệt buổi tối trước 7 giờ và 7 rưỡi là lễ để cầu cho thai nhi và phò sự sống. Thì xin mời quý vị đến tham dự. Những phần còn lại của tuần thì như thường lệ, chân thành cảm ơn quý vị. Kinh lạy Tông Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến, chống lại mưu sâu hiểm ác của quỷ dữ. Chúng con nài xin Chúa chế trị nó, và xin Ngài Tông Lãnh cơ binh trên trời, dùng quyền phép Chúa tông hạ Sa-tan vào hoa ngục cùng các quỷ dữ khác đang rình mò khắp thế, hòng tham hại các linh hồn. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy cúi đầu đón nhận phép lành của Chúa. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo, đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối thế gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển để mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Amen. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài giáng trần đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Amen. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài ban cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời.
và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lòng ta.